Yeah, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Outlast. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like cũng như đừng quên chia sẻ video cho mình. Nó sẽ là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, thì ở tập này mình muốn làm nó dài dài một tí các bạn ơi, để mình nói chung là nó dài quá thì mình sẽ cắt ra. Mình muốn làm nó dài dài một lúc luôn, làm một cái tập nó dài dài để cho mình xem nó đã mà. Tập trước thì chúng ta đã quay khúc này rồi, nhưng mà bây giờ mình quay lại thì nó bây giờ mình quay tiếp thì nó lại tiếp tục với khúc này. Ok, anh đi đi anh béo ơi, lợn sữa ơi. Thế bây giờ tâm trạng của mình thoải mái VKL, mình có sợ cái gì đâu. Đi rồi vào đấy nhá, đi đi nhanh lên. Thì cái nhiệm vụ của mình bây giờ ấy là đi xuống dưới cái tầng hầm đây 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 để mà mình có thể mà ấy cái gì đấy, ấy cái gì đấy, để mình có thể để mở lại cái công tắc điện trên lesson generator đấy. Rồi bây giờ mình phải đi xuống đây để thấy á, nhìn rất là sexy luôn. Tối này rồi ơi, như bạn nói là anh nên mở đèn vào mấy cái lúc trời tối ấy, thì ok mình sẽ mở đèn mấy lúc chúng tôi. À mình mới thay cái mic nha, tại vì trước là có nhiều bạn là kêu là cái mic anh như cái bíp ấy, cho nên là anh hãy thay cái mic đi. Thì ok, tùy theo yêu cầu của nhiều bạn cho nên mình sẽ thay cái mic. Ai đây, ai đang ở đây à? Thông báo là Vũ Lít đã có mặt ở đây nhá. Đây hỏi như nào ta. Mở hai cái ga ở bên hai cái ga pump, và đây là ga pump 1, ga pump 2 và cái chính này để restart cái generator này. Ok, bên phải mở hai cái ở cái ga 1, ga 2 đúng không? Mở tiếng gì đấy? Con này. Đây đây, đây có một cái ga này đúng không? Ôi, cái tường gạch con ngựa. Mà chết rồi, cái này đóng cửa cho chắc. Đậu phộng cái tường mà mình cứ tưởng cái gì cơ. Ok rồi, mình nghĩ ra lên chùi ở đây. Ở trong đây không tối à? Đấy, biết ngay thì nào cũng có đứa phá mà. Cố lên anh em ơi. Holy shit. Mình cứ canh đêm mình quay các bạn ạ. Dân chơi đấy cũng phải quay đêm. Và mình có để cái màn hình facecam nó nhỏ xuống để cho mọi người nhìn cái thưởng thức của game nó ok hơn. Đậu phộng. Có vẻ như nó đang đi vào á. Kìa. Ui nó cầm cái gì kìa. Ui. Đừng có mở cửa anh ấy. Mẹ giờ anh mở cửa em nát người á. Ôi, như là bây giờ bắt đầu sẽ có thằng nó săn mình rồi đấy. Như nghe tiếng mở cửa đúng không? Úp được quen. Đi chưa? Sợ quá mà. Cũng đi chưa ta? Chắc ra quá. Ôi, nó đi rồi. Có pin. Mua xin nhá. Ê, bên đây có một cái nè. Gì đấy? Ê, kìa, có thằng kìa. Vào đây. Đóng cửa lại. Ui, mẹ mày, đóng cửa to thế, đóng bé thôi, con lợn. Chỗ nào để chui vào, đây có cái gầm giường. Biết ngay mà, thế điếu nào. Rồi. Thằng này đã làm vụng trộm mà, ông làm to lên. Úi dồi ôi. Vãi lều thanh niên. Rồi vào được kìa, để xem nào. Ủa tay anh cầm con hàng kìa. Thằng này cầm gậy ống chày gỗ à. Mình không có xoay đít ra được. Đậu phộng. Xem nào. Tay ông cầm gì kìa. Đi trên đất. Ui tay cầm cái con gậy gì. Ui cầm đập kìa. Như mấy thằng sao đen luôn. Bám vào đây. Đi đâu rồi nhỉ? Ui, có mấy cái xác treo đây. Một chỗ nữa chắc là bên đây.
Đây hình như nó vừa lao ra hay sao á. Liều shit có pin à. Ối thế này, trời ơi. Bắt đầu cảm thấy sợ sệt đấy. Thay pin, thay pin. Ừ, chắc cứ đóng cửa cho chắc nhỉ. Sợ quá. Ừ, đầu phộng thằng này. Sao đóng cửa thì đóng nhẹ nhẹ thôi anh ơi. Đây đâu rồi? Đóng cửa vào. Tối thế nhở? Pin nè. Đầu phộng đây toàn rụt phủ tạng các bạn ơi. Kinh rợn VL. Ôi chắc là mình. Kinh gì đấy? Giờ đây. Ui, mở thằng này mở to thế. Mà bé thôi bố đang sợ. Đây chỗ nào? Đây 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 có chỗ nữa. Rồi kiếm chỗ nào chui đây. Chui đâu bây giờ? Chui đâu để có thể nào nó chui đây. Mình kiếm chỗ nào chui đó. Chui đây. Nó có vào đây không nhỉ? Sợ VL. Hình như nó không vào đây bạn ơi. Vậy nó không biết ở đây rồi. Mày quá nhỉ. Ê! Còn mỡ. Được ra, được ra. Nó sợ đóng mày. Đóng vua, đóng vua. Ui. Mỡ mày đi. Nó có đường thoát không? Chết mẹ rồi, cút à. Mẹ, ui. Mẹ mở cửa dính ngay nó ạ. Đậu phộng. Cút đi mày, cút đi mày, cút đi. Holy shit. Wow. Wow! Mở. Đâu rồi? Đây đóng cửa. Đây đi kiếm cái đường ra ấy mệt thế này. Nó vẫn ở kia kìa. Đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Nhìn phải quẹo ở đây này bạn ơi. Ủa, tôi nhìn quen đấy nhở. Đậu phộng mình sợ quá. Rồi, bây giờ mở được cái này rồi. Ok. Đèn sáng, chạy thôi em ê. Đừng lên đâu rồi ta. Đừng lên thế nào ta, à, kia là bên đằng sau rồi đúng không? Lên chỗ nào ta? Được rồi, rồi. Ok. Ok. Ui sợ quá, thôi thôi. Vĩnh biệt. Vãi lờ. Mà nhìn lạ nhỉ. Đây, quay lại trở lại phòng kia đúng không? Đây. Không có gì phải sợ hết, không có gì phải xoắn hết bạn em. Hạc tiếp. Ôi! Cái gì đấy? Sorry my son. I didn't want to have to do this. Chích cho mày cái gì đấy? Đậu phộng. You can't leave. Not yet. Oh! There is so much yet for you to witness. Will you see? Đậu phộng cái mặt nó kìa. À cái thằng này là cái thằng mới vào đây mà. Mới vào nó mơ thấy mẹ chúa gì ấy mà. Ui. Cái gì đấy, hình như là đây là một cái mẹ thế lực đặc phân ngữ đặc biệt rồi. Wow.
kìa. Súng đạn vô hiệu hóa rồi. Ủa, nó kéo người đi mà lê lết máu luôn. Sợ quá. Wow. Ôi tìm tôi mẹ ơi. Holy shit. Oh my god. Mình đang vừa ngủ thức dậy ở đây có rất là nhiều cái hình vẽ thánh giá bằng máu. Oh my god. Chết mẹ tôi rồi. Đau tim quá. Fuck. Ok, có lẽ mình sẽ tạm dừng tập này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này, các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video mình. Đâu phục tập này rất thích cần này. Ok. Và có lẽ mình sẽ dừng tập này đây nha. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên like và chia sẻ video mình. Còn các bạn đừng có nghĩ nút dislike, nút download, hay ấn share. Share chính là nút download. Ok. Bye bye mọi người.